Thỏ Nhí chào các bạn. Thỏ Nhí rất vui khi được gặp lại các bạn. Các bạn có biết tôi là ai không? Tôi là một cây bưởi con, còn rất nhỏ, không biết bao giờ đủ lớn để giúp ích cho mọi người. Nhưng rồi tôi cũng đã làm cho mọi người được vui vẻ. Các bạn có muốn biết câu chuyện về tôi không? Bây giờ mời các bạn cùng đi theo với Thỏ Nhí để chúng mình cùng tìm hiểu câu chuyện này nha. Câu chuyện của bưởi con, hay còn có tên gọi khác là Con hãy đợi rồi sẽ biết. Có một cây bưởi con mọc cạnh cây bưởi mẹ. Một hôm, bưởi con hỏi mẹ: Mẹ ơi, con muốn biết khi lớn lên con sẽ làm được gì cho mọi người. Bạn hồng xiêm thì cho quả ngọt, bạn hoa hồng thì cho mọi người hương thơm, bạn thì cho mọi người bóng mát. Còn con có thể làm được gì hả mẹ? Bưởi mẹ trả lời: Con hãy đợi rồi sẽ biết. Nghe lời mẹ, bưởi con chờ đợi. Mùa xuân đến, bưởi con nở đầy hoa, ai đi qua cũng tấm tắc khen: Ôi, hoa bưởi trắng đẹp và thơm quá. Bưởi con sung sướng nói với bưởi mẹ: Mẹ ơi, con đã mang đến cho mọi người hoa đẹp và hương thơm. Nhưng rồi một ngày nọ, những cánh hoa của bưởi con rụng xuống. Bưởi con buồn lắm, nó gọi mẹ: Mẹ ơi, những cánh hoa của con rụng hết rồi, mọi người sẽ không còn cần con nữa, con phải làm gì bây giờ? Bưởi mẹ nói: Con hãy đợi rồi sẽ biết. Tin lời mẹ, bưởi con yên tâm chờ đợi. Thời gian trôi đi, những quả bưởi nhỏ xíu xinh xắn xuất hiện. Bưởi con mừng lắm. Một hôm, có một cậu bé hái quả bưởi ăn thử. Cậu kêu lên: Ôi, cay quá! Và ném quả bưởi đi. Thấy vậy, bưởi con nói với mẹ: Mẹ ơi, quả của con không ăn được. Bưởi mẹ bảo: Con đừng buồn, con hãy đợi rồi sẽ biết. Bưởi con lại chờ đợi. Những quả bưởi ngày một lớn dần. Thế rồi vào một Tết Trung Thu, các bạn nhỏ đến bên bưởi con sung sướng và hái những quả bưởi to, thơm phức vào để bày mâm cỗ Trung Thu. Bưởi mẹ âu yếm nói với bưởi con: Bây giờ con đã biết con có ích gì cho mọi người rồi chứ? Bưởi con vui vẻ trả lời: Con biết rồi mẹ ạ. Thế các bạn có biết là bưởi con đã mang lại những gì cho mọi người không? Qua câu chuyện này, chúng mình rút ra được bài học gì cho bản thân? Đó là sự kiên nhẫn, chờ đợi, không được nóng vội. Và chúng mình còn phải biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô để trở thành những em bé ngoan. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Thỏ Nhí xin chào và hẹn gặp lại.